Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm bữa nay mình tiếp tục qua chùa Bồ Tôm Rèn Xây Tùm Núc thuộc về ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay mình qua thông báo lễ Tết Chô Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 diễn ra vào ngày 13, 14, 15, 16. Năm nay thì diễn ra 4 ngày. Thì trong đó thì chùa Tùm Núc có tổ chức giải đua ghe ngò mini tổ chức tại chùa Tùm Núc với số lượng ghe là kỷ lục. Đó là 100 cái đội ghe đã tham gia. Và lần này là lần tổ chức năm thứ hai tổ chức tại chùa Bồ Tôm Rèn Xây Tùm Núc. Thì trong đó thì có em Sang là người giống như là người vận động để có kinh phí để tổ chức dạng như là giúp nhà chùa vui chơi giải trí trong lễ Tết Chô Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024. Đây là các ông thợ làm cái vàng em Sang. Cái này vàng này mình hồi năm rồi mình vàng thì mình xài cái trong đó là mình kê kê đại đó ha. Năm rồi là tận dụng hai cái con lương á anh. Hai con lương mình làm tại mình gấp quá. Dạ đúng rồi. Rồi năm nay thì năm nay là được chơi vàng sắt. Thầu tùng nè. Vậy là có ông anh hỗ trợ. Ông anh hỗ trợ mình. Bộ kinh phí làm vàng sắt là tổng kinh phí là 15 triệu. Tổng kinh phí cái vàng này là 15 triệu. Đó là làm hết luôn. Rồi. Cái này là mình xài mãi mãi ha. Đúng rồi. Rồi xài mãi mãi. Rồi. Rồi cái này là hồi nãy là em nói như 100 đội ghe sang. 100 đội ghe. 100 đội ghe. Là trong đó là trong tỉnh mình là giống như là các huyện trong tỉnh mình ha. Có bên ngoài vô không? Lại tham gia không? Có ai đăng ký không? Thường bây giờ đăng ký hiện tại là trong tỉnh không ạ? Trong tỉnh không ạ? 100 ghe. Kỳ lực luôn ha. Kỳ lực luôn. Từ Tân Hưng tổ chức cũng mấy năm chưa. Đây mình là năm rồi thấy là nhiều rồi đó. Mà năm nay còn nhiều dữ nữa. Đó, đây là em Sang, em giới thiệu là giống như là lễ Tô Chô Mây năm nay chùa Tùm Núc sẽ diễn ra giải đua ghe ngò mini tổ chức tại chùa Tùm Núc. Ngày nào quên anh Sang, độ 13, 14, 15, 16 là tổ chức ngày nào? Ngày 14 tháng 4, ngày Chủ Nhật đó anh. Ngày 14. Đúng rồi. Vậy là mình trước nha, trước nha. Trước ngày, trước hai ngày. Trước cái hồi năm ngoái 2 ngày. Đúng rồi, trước 2 ngày giống rồi, năm rồi là mình 6. Ngày cuối. Ngày cuối. Mình thêm với lại năm nay đông quá hả? Đông quá. Đông quá đúng rồi. Anh em không có về. Rồi bây giờ mình bơi này là mình mấy ngày sang, em có dự định là bơi 1 ngày hay là 2 ngày? Em dự định là bơi 2 ngày. 2 ngày. Lại ở 1 ngày. Là bơi tới tối chừng nào xong kết thúc thì tới tối rồi trong ghe á. Có anh em ở. Rồi. Mình để 2 ngày anh. Thì sợ người ta kinh phí người ta lên xuống. Đúng rồi. Rồi. Ở đây cũng có ông anh tài trợ ha, ông đỡ một phần kinh phí. Nói chung là em vận động đó. Vận động đó. Đây là thuộc về Châu Thành, xã Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây là vàng, này là vàng để bơi của chú bạn ha, vàng tập bơi của giải đua ghe ngò mini. Giống như là giải đua ghe mini năm nay là năm thứ hai được tổ chức. Mỗi năm này năm rồi thì xài cái dạng như kia gạch kia vậy đó làm tạm thôi. Còn năm nay thì làm quy mô rất là đẹp. Đó cũng do mặt thường quân hỗ trợ. Cái vàng bơi ghe này rất là đẹp. Mình cũng rất mong là cô chú anh chị và các bạn giống như là bổn sóc của chùa Tùm Núc với bà con cô bác đó lại lễ Tết Chô Năm Thơ Mây thì qua đây giống như là chung vui cùng nhà chùa. Thì nói chung bây giờ thì 100 đội ghe là bơi ngày bữa 14 thì có thể là 100 ghe này bơi chắc tới chiều mới xong. Tại số lượng ghe nó quá nhiều. Quá nhiều, nứt kỷ lực luôn rồi đó, quá nhiều. Nhất là 214 trận. 214 trận đúng rồi, chiều rồi em ơi, chiều rồi, chiều tối luôn á. Vậy cũng vui. Dạ. Cho nó chùa mình được vui lâu. Còn nếu mà 2 ngày á thì mình hơi kẹt người ta. Người ta là xa. Người ta xa. Đúng rồi. Đó. Đây thì vàng này cũng rất là rộng của chú bạn ha. Rất là rộng. Đây là vàng bơi ghe ngò mini. Thì dự định bây giờ hiện tại là có 100 đội ghe đăng ký tham gia thi đấu giải đua ghe ngò mini. Cũng giải thưởng thì sẽ công bố sau và sẽ có cúp cờ và huy chương kỷ niệm chương thì theo cái thông tin em Sang chia sẻ. Còn cái giải thưởng thì sẽ công bố sau. Thì bây giờ hiện tại thì đang lắp ráp này, chắc có thể là 1-2 ngày nó sẽ hoàn thành.
ở phần trong thì mình có thể mình lót giống bạc đó không ta? À rồi rồi cao su, nhưng mà nó gọn, nó không có bị lật lên lật xuống giống mình bên kia. À, cái này là mình bấm vô luôn, à bấm vô luôn, không sợ nó bị tuột. Đây mấy chú này làm ở đây cũng thấy mấy ngày rồi, lắp ráp cái sắt này ha, cũng hơi lâu rồi, cũng chắc cũng cỡ 4-5 ngày nay rồi, lại quay ghe ngo cũng gặp vậy. Năm nay thì nhà chùa cũng tổ chức dạng năm thứ hai rồi, năm nay đua ghe ngo mini. Thì cũng dự định thì nghe sư chú Trì nói cái sân khấu này rồi cũng sẽ dời ha, qua sau hay là qua trước gì đó cũng không biết. Rồi cái sân này cũng làm lại bây giờ chỉ tính thôi, nhưng mà chưa có kinh phí. Giống như bà con cô bác nào có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ nhà chùa thì có thể liên hệ sư chú Trì chùa Tùm Núp Lâm Hiệp để hỗ trợ. Sư cũng dự định là xây dựng rất là nhiều hạng mục, giống như là cổng chùa nè và hàng rào chùa, dạ, với tráng sân nữa đó. Còn rất là nhiều hạng mục còn làm ha. Đó, mình xin thông báo vậy thôi, mình cũng hỗ trợ rất là nhiều rồi mà còn hỗ trợ nữa. Giờ như vậy thôi, khi nào sư làm thì mình hỗ trợ nữa. Thì bây giờ mình làm phước đi cho con cháu mình sau này, chứ làm phước được phước mà cô chú anh chị và các bạn đừng có nói là làm phước mà không được phước là cái đó là không đúng rồi ha. Đó, đây là cái bạn của em Sang đã làm xong ha. Để mình lại gần mình quay, nãy mình cũng đi cù lao dung, sư kêu đi giống như là thông báo lại cái giới xi ma cho Phật tử biết á. Đây có một bên chữ Khmer, bên chữ Việt ha, đó, cho bà con cô bác tiện xem ha. Giống như bà con cô bác nào biết tiếng Khmer đó thì xem Khmer, còn không biết thì xem tiếng Việt, còn nếu mà không biết chữ thì ta đọc cho nghe. Vậy thôi. Đó, bây giờ là giống nè, bây giờ cái đây là chào mừng đua ghe ngo mini mà rộng lần thứ hai, mừng Tết dân tộc cổ truyền chui năm mây 2024 tại chùa Tùm Núp, ấp Châu Thành, xã An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng vào ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2024. Đó là thông tin mình thông báo cho cô chú anh chị và các bạn biết là giải đua ghe ngo sẽ diễn ra vào sáng ngày 14 nhằm ngày Chủ nhật. Đây, ở ngoài thì sư cũng đang cắt lán chạy sang ha, cắt lán chạy. Lán chạy mình đúng ra cắt sớm rồi tại mình đi chờ cái gì đó. Ở đây xuống, người ta mướn. Chùa khác người ta rồi hết trơn rồi, còn chùa mình hơi trễ tại mình chạy bên kia. Đó. Giống như chùa Bân Chóp làm đẹp lắm. Mà anh chưa đi, anh thấy hôm người ta quay là thấy đẹp lắm. Trang trí rất là tỉ mỉ luôn, bóng đèn xài nhiều quá. Tôi thấy đẹp lắm. Để toàn cảnh của chùa Tùm Núp ha, cũng chuẩn bị sư đang cũng chuẩn bị đang cất lán chạy để chuẩn bị Tết chùa năm thứ mấy luôn ha. Rồi cái mái che này thì nhà chùa cũng mới làm xong cũng mấy ngày đây thôi ha. Mái che dạng như che cho mát, có làm lễ làm gì đó, tập hộp gì đó rồi khỏi chất gạp đó, khỏi chất gạp. Bữa nay cũng tới đây để thông báo cho chú anh chị và các bạn xem thôi ha, biết ha, thông tin để đến đây giúp vui cùng nhà chùa. Đó, mình sẽ qua bên này quay cái lán chạy ha. Cái này quay lán chạy, đây sư cũng đang làm gì nữa ha. Đây chú biết làm gì, sắt con nhóc ha. Phía này thì lán chạy. Đây, phía này thì sư cũng đang chất lán chạy mà giờ mưa quá, nắng quá. Ôi, cái đau. Cụ cái đau chốt chuột lá. Đau chốt chuột lá. Đây lán chạy á. Nhà chùa cũng đang cất lán chạy cũng sắp hoàn thành rồi. Tại cái lán chạy này cũng đi chỗ chùa đây là xuống mới về ha, cũng làm hơi trễ. Đó. Nếu nói chung ra thì chùa cũng làm sớm mà. Nhưng mà kẹt đi chùa đây là xuống lại chứ giấy xi ma. Đi cất lán chạy ở chùa đây là xuống. Đây cũng sư đang làm ha, dưới cát này nè, núi cát nè. Cũng chuẩn bị trang trí ha. Được núi cát năm nay làm phía này lại. Đó. Đây thì Lục Tạ Thi cũng đang chuẩn bị đang chạy. Nắng quá sư ơi. Lục Tạ ơi. Đây chắc chắc thấy Cần Thơ. Đây Lục Tạ đang làm lán chạy ha. Đó. Đây đang làm lán chạy. Đó, cô chùa Tùm Núp. Chuẩn bị Tết chùa năm thứ mấy.
Vậy là clip của mình cũng quay một đoạn video ngắn thôi, chia sẻ về đua ghe ngon mini tại chùa Tùm Núp như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì bây giờ thì chuẩn bị Tết chùa năm thứ mấy này, thì chùa Tùm Núp tổ chức 100 đội ghe mini tham gia. Đó, lục ta phơi nắng làm luôn nè, lục ta nhiệt tình nhất nè. Đó, chùa Tùm Núp thì có lục ta là nhiệt tình nhất nè, cái gì cũng biết làm hết, tủ gì nói chung là gạp gì biết hết. Đó, đây chùa Tùm Núp nói cho bạn ha, đây chùa Tùm Núp. Đó, mình quay đoạn video ngắn thôi. Đây rồi, mình kết thúc video tại đây nha cô chú các bạn xem. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của mình.